Thầy ủng hộ sư Minh Tuệ là vì trong tâm thầy cho rằng sư Minh Tuệ như là một vị Phật sống. Và hôm nay thầy khẳng định lại với các con trong gia đình của mình thôi. Thầy không dám nói cho mọi người và cho cả thế giới biết nếu hôm nay anh Nhật có lưu lại và phát sóng trên cái mạng truyền thông thì thầy cũng xin khẳng định lại một lần nữa. Vì thầy làm như vậy là thầy tôn trọng sư Minh Tuệ hiện diện trong cuộc cõi đời này. Nó gần giống như một vị Phật sống tại thế. Và đó là ước mơ của cuộc đời của thầy, tìm được một bậc chân sư là đáng kính. Nương vào cái sự dũng cảm của sư Tuệ, cho dù sư Tuệ là người phàm đi, thì cái sự phàm phu của sư Tuệ cũng đủ làm năng lượng để cho mình noi gương sư Tuệ. Sư chính là cái người mà làm cho cái đạo Phật của mình á có thêm năng lượng để tinh tấn. Sư chính là cái người mà hâm nóng lại cái sự nguội lạnh của đạo Phật của mình. Chứ người bình thường là ước mơ mình cũng có cái chùa, nhỏ lớn gì cũng mơ, ước mơ mình có cái chùa, có cái nhà, có cái thất, có xe, có cộ, toàn ước mơ những cái thứ mà gọi danh vọng không. Mà sư không á, nói với sư thầy như vậy nè, thầy á, tức là nói thầy á, hay là nói ai không biết, toàn nói cuộc đời là giả giả giả, mà toàn là lấy cái chuyện của cuộc đời xài không à. Nói cuộc đời là giả, nói là đời vô thường, nhưng mà sao gì cũng xài cái cuộc đời không à, gì cũng ham cuộc đời hết chị. Mà cái, nói vậy cái mình giật mình chứ. Dạ, Tâm Chánh Pháp xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay Tâm sẽ thông tin một số tin tức về sư Minh Đạo một chút nha mọi người. Thì từ cái chuyến đi làm từ thiện ở ngoài miền Trung, Ninh Thuận rồi chuyến ra Bắc, sau khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ mà của tất cả Phật tử giao cho thầy, thì thầy đã về đến tu viện của sư Minh Đạo. Và sư đã dọn ra cái chỗ ở mới. Cái chỗ ở này là sư tự che một cái liều bạt để mà sư ở đây để tu tập. Thì cũng có một số người không thuộc trong giáo hội đến đây để cùng tu tập với thầy. Thì chắc có lẽ là thầy thì muốn qua đây ở để mà cho từ từ làm quen với cái nơi như thế này. Thì còn các em đó thì chắc có lẽ là còn ở bên tu viện thì sẽ chờ xây cất một số nơi nào đó thì các em sẽ dọn qua chỗ mới. Còn sư Minh Đạo thì có lẽ là sư ở trong một cái liều như thế này để mà tu tập. Thật sự mà nói thì thấy sư thì không có sao, bởi vì sư Minh Đạo là tự nguyện tu tập như vậy. Theo cái hình thức của sư Minh Đạo là ẩn tu hay hoặc là tu cái nơi nào thì những người ta buông bỏ đó quý vị, là người ta không quan trọng cái nơi tu nó đâu, người ta không quan trọng là chùa to Phật lớn hay như thế nào hết, nhưng mà có cái chỗ tu tập. Thì theo cái hạnh 13 đầu đà thì chúng ta tu ở đâu cũng được, đúng không quý vị? Tu ở nghĩa trang, nhà quan, nghĩa địa hay hoặc là như thế nào thì hoàn cảnh nào thì người ta tu ở hoàn cảnh đó. Đi đứng nằm ngồi người ta đều chánh niệm hết, chứ không phải là họ ở trong chùa to, chùa lớn họ không có cái chánh niệm đâu ạ. Bởi vì sư Minh Đạo cho nên là sau khi mà đi cái chuyến từ thiện ngoài Bắc về, ngoài vùng lũ về, thì sư Minh Đạo cũng đã chuyển qua cái chỗ mới. Sư thì chắc có lẽ là không có gì, nhưng mà rất là tội nghiệp cho mấy em đó. Bởi vì nếu mà mấy em nó mà ở trong cái hoàn cảnh như thế này thì phải rất là tội. Dù sao thì tụi nhỏ nó cũng chưa có hiểu đời, cho nên là nhiều khi nó còn ham chơi hay hoặc là nó còn ham ăn uống hay hoặc là như thế nào đó. Thì những cái bé đó nó qua cái chỗ ở mới thì nó còn hơi bỡ ngỡ, thì tội nghiệp thôi. Chứ còn tôi nghĩ là sư Minh Đạo ở đâu cũng vẫn tu được. Thì cũng giống như những cái gì mà sư Minh Tuệ chia sẻ, thì sư Minh Tuệ cũng ở ngoài gốc cây, rồi ở nghĩa địa, nghĩa trang, ở Bà Tha Ma, sư vẫn tu được. Ở đâu mà có chánh niệm thì ở đó là có Phật rồi, cho nên không có quan trọng đâu những người tu hành. Bây giờ nếu mà tu mà vô một cái tổ chức nào đó mà họ phải ràng buộc như thế này, phải làm theo ý kiến của họ thì rất là khó tu. Bởi vì con người tu tập á, thì người ta buông bỏ hết rồi, người ta buông xả hết rồi, tứ đại giai không rồi. Những người tu hành chân chính á, thì người ta buông bỏ hết rồi, nhưng mà bây giờ đó vô một cái tổ chức nào đó thì họ phải bắt làm theo khuôn khổ, phải đi theo chỉ tiêu của họ thế này thế kia, phải nói là rất là khó tu. Nếu mà còn như vậy, nó không có tự do để mà tu tập như vậy á, thì rất là khó giác ngộ, không bao giờ giải thoát được.
Cho nên là chắc có lẽ trong cái thời gian mà thầy cũng nằm trong một cái tổ chức nào đó thì chắc có lẽ thầy cũng đã am hiểu được cái tổ chức này nó đang muốn làm cái gì. Thì chắc có lẽ nếu một người nào đó tỉnh táo một chút xíu suy nghĩ, người Phật tử chúng ta nè, nếu tỉnh táo suy nghĩ thì chúng ta cũng đã hiểu. Bây giờ từ bấy lâu nay chúng ta thấy họ đang làm cái gì thì chắc có lẽ ai cũng hiểu hết rồi. Bây giờ là những cái ông trụ trì phải nói là gom những cái Phật tử của mình, đưa cái Phật tử của mình đi cái từ cái u mê này cho đến cái u mê khác. Phải nói là đạo Phật là không có mê tín, nhưng mà bây giờ đó họ lại dẫn dắt cho Phật tử của họ là phải mê tín thế này thế kia, bởi vì họ cứ hù dọa, họ không có giảng pháp cho Phật tử của họ nhưng mà họ lại hù dọa, họ tiêm nhiễm tà kiến mê tín. Họ làm như vậy đó là họ dẫn tất cả những Phật tử vào những cái u mê, nhưng đạo Phật thì không có u mê, không có mê tín, mà cũng không có bắt buộc ai, mà người ta dùng cái đạo đức trí tuệ để người ta giáo huấn, người ta hồi hướng tất cả Phật tử sống có đạo đức, có trí tuệ, sống buông bỏ, không tham, không sân, không si. Như sư Minh Đạo hiện bây giờ quý vị thấy không, rất là tự do, bây giờ không có ràng buộc bất cứ một cái gì nữa hết, không có nắm giữ bất cứ một cái chức vụ gì trong cái tu viện hay trong cái chùa nào nữa. Cho nên là bây giờ tôi nghĩ là sư cũng là cái người đang hạnh phúc, bởi vì trước đây có rất là nhiều ông trụ trì đã từng nói như sư Minh Tuệ bây giờ mới là hạnh phúc nhất. Những người không phải là những người có tất cả là những người hạnh phúc, mà là người không có gì tất cả, người đó mới là người hạnh phúc. Bởi vì họ sống họ không có ưu phiền, không có lo lắng, không có suy tư, cho nên là họ sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, có ăn thì ăn, có tu thì tu, ngủ thì ngủ, không có phải bận bịu bất cứ cái thứ gì trên cái trái đất này, trên cái trần gian này nữa. Cho nên là những người đó là những người hạnh phúc nhất. Còn có những người mà ở trên cái đống vàng đó nhưng mà họ cứ lo toan, họ cứ sợ trộm cướp, rồi họ sợ người ta lừa là gạt, rồi lừa lọc, rồi hay hoặc là họ lừa gạt người khác để mà họ bàn mưu tính kế lừa lạt người khác để mà họ lấy tiền, như vậy thì cuộc sống nó còn gì nữa đâu là thoải mái hả quý vị. Thật sự mà nói đó, bây giờ tôi nhìn nhận là sư Minh Tuệ với sư Minh Đạo phải nói rất là vui vẻ hạnh phúc, làm theo những gì mình thích. Bởi vì nếu mà còn nằm ở trong cái tổ chức nào đó, thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải hỏi trên hỏi dưới, chúng ta phải nhìn ngó họ như thế nào, phải nhìn cái sắc mặt của họ như thế nào để mà mình sống. Chứ còn mình ở trong tổ chức của họ mà mình làm theo ý mình thì đâu có được hả quý vị. Có một vị chủ trì nói rất là một cái câu mà tôi rất là tâm đắc. Bây giờ nếu như mấy ông giác ngộ là mấy ông rời chùa đi, là mấy ông giác ngộ, mấy ông giải thoát đó. Còn nếu như mấy ông ở trong chùa như vậy hoài, hay là mấy ông nắm giữ cái chức vụ chủ trì gì đó, thì mấy ông sẽ không bao giờ, mấy ông giác ngộ và không bao giờ giải thoát được. Bởi vì những cái hình ảnh của sư Minh Đạo như vậy nè, quý vị thấy không? Bây giờ không còn nằm trong một tổ chức nào nữa thì sư Minh Đạo tự do, đúng không? Những cái người Phật tử nào muốn tu thì cứ đến đó tu với thầy thoải mái, không có ai ràng buộc mà cũng không có ai rầy la hay là phạt hay là như thế nào thế kia, đúng không? Bây giờ tu mà bị phạt lên phạt xuống, bị nghĩ như thế nào, làm sao mà tu được, tâm làm sao mà tỉnh được. Những ông mà ra công văn phạt sư Minh Đạo hay hoặc là lấy cái tu viện của sư Minh Đạo đó thì họ cũng phải lo toan, họ cũng phải tính toán thế này thế kia, thì làm sao mà họ tĩnh tâm để mà họ tu tập được hả quý vị, đúng chưa? Tu tập là phải như thế này, ngồi như sư Minh Đạo như vậy đó mới gọi là tu tập. Bởi vì những người tu hành người ta không còn vướng bận bất cứ thứ gì ở cái trần gian này, ở cái trần tục này, người ta đã thoát ly trần tục thì người ta mới lúc đó là người, thì họ mới đạt được cái cảnh giới giác ngộ và giải thoát. Chứ còn bây giờ mà họ còn quyến luyến anh em dòng họ bà con tiền tài vật chất vợ con này kia thì làm sao mà họ giải thoát được. Bởi vì ngày xưa ông Phật ông cũng bỏ tất cả cha mẹ anh em nhà cửa là cung vàng điện ngọc để mà thoát tục, để mà đi đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thì sư Minh Đạo bây giờ quý vị thấy không, thật sự mà nói mình cũng không biết là nói như thế nào, nhưng mà trong cái thâm tâm của mình rất là ngưỡng mộ sư Minh Đạo. Thì tôi nghĩ là ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng không có mấy người làm được sư Minh Đạo đâu, dám buông bỏ tất cả để mà tu theo cái ý nguyện của mình đâu. Bây giờ thấy không, sư Minh Đạo bây giờ đó ngồi ở trong một cái liều tre, một cái bạt xanh như vậy đó là tu tập bình thường không có gì hết, tu ở đâu cũng được, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy không, chùa chiền bây giờ mọc rất là nhiều, có những cái ngôi chùa hàng ngàn tỷ,
Nó nhưng mà cái sự giáo huấn của chúng sanh á, thì họ lại đưa chúng sanh vào u mê. Sau này á, họ lại dẫn dắt chúng sanh vào cái u mê này, cái tế u mê khác này kia, họ hù dọa, họ tiêm nhiễm tà kiến mê tín, họ làm cho Phật tử sợ, họ sợ đi, họ cứ tiêm nhiễm là thì bây giờ các con cứ cầu xin đi, cứ muốn cái gì thì xin cái đó, đến đó xin đi, cầu cúng rồi, rồi cúng thật nhiều vào thì Phật hay hoặc là một cái vị thần tiên nào đó sẽ chứng quả cho các con. Tu tập như vậy đó, thì làm sao Phật tử người ta hiểu được hả quý vị? Người ta cứ lo nghĩ, người ta cúng kiến không à, chứ người ta lo, đâu có lo tu tập đâu. Người ta cúng mà ta muốn được phước thì ta đến ta xin ta cúng, chứ người ta không có nghĩ là người ta tu chính là cái bản thân của người ta, chứ không phải là đến đó mà xin. Xin xỏ là đạo Phật là không có xin xỏ, không có van xin, tự mình tu. Bởi vì đạo trong đạo Phật có cái câu là ai ăn nấy no, ai tu thì người đó nấy chứng, đúng chưa? Chứ bây giờ mình không tu mà mình cứ đem tiền, mình vác tiền đến đó giống như là mình thuê Đức Phật tu giùm mình vậy đó. Đức Phật tu là chúng ta đem tiền đến đó, chúng ta mua phước, chúng ta giải nghiệp giải quả này kia, thì đâu có được quý vị. Mà phải chính con người mình phải tu tập, phải đi theo và làm theo những gì Phật dạy, chứ không phải là chúng ta đem tiền thật nhiều đó cho chúng ta cúng rồi Phật sẽ ban cho ta tất cả. Cái đó không phải như vậy. Phật không phải là thần linh. Bây giờ tất cả những Phật tử của chúng ta bây giờ phải quán chiếu lại xem, từ hồi đó giờ chúng ta đi chùa, chúng ta van xin, chúng ta vái lại, chúng ta cúng thật nhiều, nhưng mà chúng ta về nhà chúng ta không làm gì hết, thử coi chúng ta có gì để ăn không, đúng chưa? Không bao giờ có cái gì ăn, không bao giờ có một cái số tiền nào đó, cái thần linh hay hoặc là trên trời nào đó rơi xuống cái bịch để cho chúng ta lấy cái tiền đó mà chúng ta sinh sống. Tất cả vật chất trên đời này đều do đôi tay và trí óc của con người làm ra, chứ không phải là do chúng ta van xin hay là như thế nào. Chúng ta đến chùa là để gửi cái tâm tư vào đó, để giữ cái tâm thanh tịnh, đúng không quý vị? Chứ không phải đến đó để mà van xin, giống như là bây giờ họ biến cái đạo Phật giống như là một cái tôn giáo vậy đó. Cái tôn giáo thì có đức tin, mà có đức tin thì phải có xin xỏ, nhưng mà đạo Phật là không có xin xỏ gì hết. Đạo Phật là một cái con đường dẫn chúng ta đến cái đích cuối cùng, đó là giải thoát, đó là giác ngộ, chứ không phải là xin xỏ vật chất, tiền tài và danh vọng của Phật. Còn bây giờ thì họ cứ dẫn dắt Phật tử hết u mê này tới u mê khác, họ cứ kêu gọi cúng dường thế này thế kia, ai muốn làm giàu, ai muốn có phước đức thì hãy cúng thật nhiều vô. Thật sự mà nói, Đức Phật ngày xưa đâu có giảng như vậy quý vị. Đức Phật chỉ là một con người bình thường thôi. Là một cái người giác ngộ. Đức Phật là một người giác ngộ, một người giải thoát, một người am hiểu được quy luật của vũ trụ này, am hiểu được sự thật ở trên cái thế giới này, trên cái thế gian này, ở trên cái cõi ta bà này, và giảng lại cho tất cả chúng sanh cùng nghe và hiểu để mà làm theo những gì Phật dạy, để mà cuối cùng thì làm gì? Để giải thoát. Chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta theo Đức Phật thì chúng ta phải hiểu, bởi vì ngày xưa Đức Phật cũng đã nói rồi, theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Bây giờ quý vị thử nghĩ đi, bây giờ đó họ vô vô trong chùa đó thì họ cứ dẫn dắt Phật tử vào u mê, mê lầm hết, mê lầm này tới mê lầm khác, rồi để cho Phật tử làm cái gì? Nếu mà Phật tử không mê lầm thì họ không có trục lợi được, bởi vì họ không bao giờ dám giảng giáo lý. Họ nếu mà họ giảng đúng cái giáo lý thì tôi tin chắc rằng họ không có cái sự lợi dưỡng cao. Bởi vì Thích Giác Khang cũng đã từng nói, từ khi mà Đức Phật tịch rồi thì cái đạo Phật nó giống như một con rắn không đầu, còn cái đuôi nó ngoe ngoẩy, rồi mấy ông này đã tự tạo ra, rồi tự phân chia ra các nhánh đạo này đạo kia để mà tự tu tập, chứ không đi theo bát chánh đạo nữa. Nhưng mà cái gì cũng vậy hết, nó phát triển nhiều quá thì nó sẽ mất cái gốc. Mà đi sai với cái gốc thì nó dễ đi vào cõi ma. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, đạo Phật nó giống như một cõi cây lớn vậy đó. Bây giờ cái gốc mà không phát triển được thì nó đi phát triển cái ngọn, thì làm sao mình nó vững được, không thể nào vững vàng được. Đó cho nên là bây giờ mong tất cả những người mà đi tu họ thật tâm với cái đạo Phật đi,
đừng có lấy cái đạo Phật ra rồi hù dọa người ta rồi để trục lợi như vậy thì có lỗi với Đức Phật rất lớn. Bởi vì cả cuộc đời của Đức Phật trong 49 năm mà đi quần dương độ pháp như vậy đó, thì Đức Phật cũng đã ngộ ra rất là nhiều điều. Đức Phật đã truyền lại cho tất cả chúng sanh. Thì bây giờ nếu như mang cái dòng họ Thích của Đức Phật thì tôi mong rằng những ông mà mang họ Thích đó cũng nên làm theo và hiểu những gì Phật dạy. Bởi vì Phật đã nói rồi, theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Mà mấy ông này đã đúng là rất là phỉ báng Đức Phật. Bây giờ họ biến cái Đức Phật thành một cái vị thần linh, vị thần thánh ban phước giá họa cho tất cả mọi người. Bây giờ đó, cái đất nước nào cũng vậy, phát triển cỡ nào thì cũng phải giữ lại cái bản sắc dân tộc văn hóa. Nếu mà chúng ta để cho một cái đất nước nó phát triển, nó mất đi cái gốc thì dễ bị những cái thế lực ngoại bang này ra xâm chiếm. Thì trong đạo Phật cũng vậy. Bây giờ nếu mà chúng cái đạo Phật mà nếu mà không phát triển được cái gốc cho nó vững mà đi phát triển cái ngọn, thì một ngày nào đó thì cái gốc mà nó mất thì cái ngọn cũng không bao giờ còn. Cho nên tôi mong rằng tất cả mấy ông á, nên tỉnh táo sáng suốt, hãy giúp cho cái đạo Phật quay về với cái gốc của đạo Phật, đừng có đi phát triển cái nhánh, cái cành, cái ngọn nữa, mà hãy quay về ngay cái gốc để mà bảo vệ cái gốc nó càng ngày càng to càng lớn hơn. Chứ mấy ông cứ bảo cứ cứ phát triển cái ngọn nó hoài hoài như vậy á, là một ngày nào á thì cái gốc nó không chịu nổi nữa, bởi vì nó nặng quá mà cái gốc thì nó quá nhỏ, thì một ngày nào đó nó ngã nó sập thì mấy ông đừng có bao giờ mà đổ thừa cho ai tà ma ngoại đạo nào mà phá này kia kia nọ nhé. Thật tình mà nói, tôi thấy một số người tu hành, thật tình mà nói, tôi thấy một số người tu hành mà bây giờ họ đi theo cái gốc của đạo Phật, họ đi theo bát chánh đạo như vậy, tôi rất là mừng. Bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta đó là một cái đất nước hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, nói chung là yêu tất cả mọi người sống chan hòa với nhau đó, thì rất là phù hợp với cái đạo Phật. Thì có một số vị chân tu như vậy á, thì từ từ Phật tử người ta sẽ sáng suốt, người ta nhìn nhận đâu đúng đâu sai, đâu chánh đâu tà, thì người ta sẽ nhất định một ngày nào đó người ta sẽ bỏ tà mà theo chánh. Bởi vì ai cũng vậy thôi, sống là phải cho nó chính nghĩa, cho nó đúng đắn, cho nó đạo đức, cho nó trí tuệ, đó là đạo Phật. Chứ không phải tu mà để trục lợi, tu mà để mà hưởng thụ, tu để đi ngồi xe sang ở máy lạnh, tu như vậy là không được. Nếu chúng ta còn hưởng thụ, chúng ta còn tham lam thì chúng ta không bao giờ buông bỏ được. Thì nếu mà không buông bỏ được thì không bao giờ giải thoát được. Chỉ có buông bỏ tất cả đi rồi mới giải thoát được. Giải thoát ở đây không phải là người ta mất đâu cái việc, mà giải thoát ở đây là người ta buông bỏ tất cả để trở về cái tánh không của tất cả mọi người. Bởi vì sắc tức thì không, không tức thì sắc. Con người sanh ra vốn đã không có gì hết, thì lúc đi cũng vẫn hai bàn tay trắng. Đó là quy luật, đó là sự thật, đó là chân lý, đó là đạo Phật. Tôi mong rằng là các ông hãy quay về với cái gốc của đạo Phật, đừng có đi phát triển những cái cành cái lá nó nữa, nó không có vững đâu. Nếu cái gốc mà nó không vững thì một ngày nào đó cái cây nó cũng sẽ đổ ngã mà thôi. Thì qua những cái vụ việc như thế này thì chúng ta mới nhìn nhận được, nhờ sư Minh Tuệ mà đạo Phật người ta hiểu đúng về cái đạo Phật. Còn bây giờ thì Tâm sẽ mời tất cả mọi người cùng nghe sư Minh Đạo nói về ngài Minh Tuệ như thế nào. Bởi vì cái cơn bão vừa qua đó quý vị, mọi người thì đi tránh né bão lũ bão lụt này kia kia nọ, kiếm những cái nơi mà ấm cúng để mà vào đó để mà ở, đúng không ạ? Được mọi người người ta giúp đỡ rồi này kia. Còn sư Minh Tuệ bây giờ đó, cho dù có mưa có bão cỡ nào thì thầy cũng ở ngoài, cũng ba y nhất bác, không có nhận bất cứ thứ gì nữa hết. Một cuộc sống như vậy phải nói là ở đất nước Việt Nam chúng ta hàng ngàn năm nay có thể là chưa có ai làm được. Mình phải tôn trọng những cái gì sư Minh Tuệ để lại. Từ bấy lâu nay sư Minh Tuệ đã làm cho tất cả mọi người đều sáng mắt rồi, thì bây giờ sư Minh Tuệ có ẩn tu hay hoặc là làm cái gì đi chăng nữa thì người ta cũng đã hiểu và người ta rất ngưỡng mộ và người ta tôn thờ sư Minh Tuệ giống như là một vị Phật sống của đất nước Việt Nam chúng ta.
Nhân dịp hôm nay cũng là ngày cuối tuần, cũng là buổi tối, thì Tâm cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn nhiều.